khoảng từ 50 trở lên, có mấy trăm cây, cây đến thẳng, còn cây dâm bụ thì có khoảng 50 cây, khoảng 50 trở lên nha. Cây giá trị mà cái cây này là dùng làm cây công trình hoặc là làm bán súng là rất là ok. Cây này là để cho anh em làm cái công trình thôi, đánh thẳng vào bột đất đã mọc rồi. Chủ yếu hoành từ 50 trở lên. Chỗ kia không che lại nó bị tét nắng. Cây giá trị công trình nha, rất là đẹp. Cây rất là đẹp, cao 6 mét, khoảng từ 50 trở lên. Có khoảng vài trăm cây đánh thẳng, cây có sẵn thì 50 cây. Anh em nào làm công trình thì inbox cho Hiếu nha. Gấp luôn, ra giá mềm. Để nhận được giá mềm thì anh em inbox gấp. Cây rất đẹp. Quá đẹp luôn. Mọc được đầu ngọn hết trơn rồi.